Thể xác và tâm hồn là tiểu thuyết đoạt giải thưởng của Viện Hàn Lâm Pháp năm 1943, được dịch sang 13 ngôn ngữ. Nhân vật chính của tác phẩm là Michel, con trai một gia đình có truyền thống y khoa. Tác phẩm không chỉ xoay quanh câu chuyện một gia đình, tình yêu đôi lứa, mà còn là góc nhìn cận cảnh về nghề cực nhọc mà rất đỗi cao cả, nghề y. Khắc họa bức tranh nước Pháp những năm đầu thế kỷ 20 với những bất công, cảnh đời ngang trái, tình yêu éo le, những bác sĩ cố chấp. Giữa hiện thực ấy, vẫn có những tâm hồn cao thượng, hy sinh, đấu tranh cho lý tưởng nhân đạo. Ở lần tái bản này, tác phẩm Thể xác và tâm hồn được ấn hành dưới phiên bản sách mini, là một loại sách đã được định hình với những quy chuẩn riêng trên thế giới. Với số lượng có hạn chỉ 100 bộ, mỗi bộ bao gồm 3 cuốn sách, mỗi cuốn dày 620 trang, khổ 5,5 x 7,6 cm, sẽ ra mắt ngày 27 tháng 2. Hình thức sách thực hiện kỳ công, in trên giấy cao cấp, gia công hoàn toàn thủ công, bìa vải ép nhũ, cạnh sách nhuộm màu và quét nhựa cây chống ẩm mốc, mối mọt. Sẽ có 93 tranh minh họa của họa sĩ Charles Dominique Fauqueray. Sách bìa cứng nhưng mà bọc bằng vải và dùng cái kỹ thuật là ép kim ở trên vải. Thì đến hiện tại thì bản thân tôi thấy là cái cuốn sách này thực hiện cái khâu mà ép kim trên vải này là tốt nhất. Bên cạnh phiên bản sách mini giới hạn, thời gian tới, Thể xác và tâm hồn sẽ có 3 phiên bản bao gồm phiên bản giới hạn bìa cứng bọc vải 16x24 cm, phiên bản bìa cứng phổ thông 16x24 cm và phiên bản bìa mềm 2 tập 14,5x20,5 cm.